trường bất động sản cuối năm, chung cư hay đất nền sẽ lên ngôi. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Kinh doanh Bất Động Sản.com.vn, chung cư tăng giá, đất nền sẽ không quá sôi động. Thị trường bất động sản Việt Nam trong 9 tháng đầu năm có nhiều biến động. Cụ thể, trong 2 quý đầu tiên, gần như không có nguồn hàng mới tại các thị trường khu vực miền Nam. Phải đến tháng 7 năm 2019 mới có những lượng hàng mới đầu tiên ra mắt thị trường ở phân khúc chung cư và đất nền. Đối với thị trường Hà Nội, nguồn cung ổn định từ đầu năm. Mức độ biến động về giá không cao, mức độ biến động về giá quý 3 so với quý 2 chỉ tăng trưởng khoảng 3%. Vốn dưới 1 tỷ đồng, nhà đầu tư nhỏ lẻ Hà Nội đang đổ tiền vào đâu? Tại thị trường Hà Nội, những nhà đầu tư nhỏ có khoản tích lũy tài chính dưới 1 tỷ đồng đang đổ về thị trường vùng ven để tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời. Họ phần lớn là công nhân viên chức, nhân viên văn phòng, người buôn bán nhỏ lẻ, công nhân đến từ khu vực nội đô. Từ đầu năm 2019 đến nay, thị trường ven Hà Nội và các khu vực Chương Mỹ, Hòa Lạc, Quốc Oai là điểm ngắm của giới đầu tư có khoảng vốn dưới 1 tỷ đồng. Giá các nền đất tại đây còn khá mềm, phổ biến dao động từ 6 đến 12 triệu đồng một mét vuông, diện tích từ 40 đến 80 mét vuông. Sở dĩ những khu vực này hút dòng vốn đầu tư bởi xuất hiện những thông tin biến động về hạ tầng giao thông hoặc các thông tin quy hoạch. Loại hình bất động sản nào đang hút dòng tiền của giới đầu tư Hà Nội? Báo cáo thị trường bất động sản quý 3 năm 2019 của bất động sản.com.vn cho thấy, với loại hình bất động sản nghỉ dưỡng, bên cạnh sức hút của những thị trường truyền thống, phân khúc này vẫn đang chứng kiến sự trỗi dậy của những thị trường mới nổi. Đáng chú ý, giới đầu tư Hà Nội đang áp đảo về lượng tìm kiếm bất động sản nghỉ dưỡng trên bất động sản.com.vn. Đà Nẵng, Nha Trang, Bà Rịa Vũng Tàu là ba địa phương đứng đầu về mức độ quan tâm của người tìm kiếm và số lượng dự án bất động sản nghỉ dưỡng trên cả nước. Phú Yên, Bình Thuận, Phú Quốc xếp các vị trí kế tiếp về mối quan tâm của người dùng. Bên cạnh đó, sự trỗi dậy của những thị trường mới nổi như Phú Yên, Bình Thuận và Vũng Tàu. Bộ Giao thông Vận tải tính kéo dài đường sắt Cát Linh - Hà Đông thêm 20 km. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa có báo cáo gửi Quốc hội về việc thực hiện chính sách phát triển giao thông vận tải đường sắt và việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư cho lĩnh vực này. Tại Hà Nội dự kiến xây dựng 8 tuyến đường sắt đô thị, khu vực trung tâm với chiều dài 305 km và nghiên cứu xây dựng kéo dài các tuyến để kết nối với các đô thị vệ tinh. Kéo dài tuyến số 2 từ Nội Bài đến Trùng Giã, huyện Sóc Sơn khoảng 9 km, kéo dài tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông từ Hà Đông đến Xuân Mai, kéo dài khoảng 20 km theo hướng quốc lộ 6 bố trí depo tại Xuân Mai. Đồng thời kéo dài tuyến số 3 từ Nhổn đi đô thị vệ tinh Sơn Tây theo hướng quốc lộ 32, chiều dài khoảng 30 km, bố trí depo tại Sơn Tây. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào bấtđộngsản.com.vn, kênh thông tin số 1 về bất động sản để tìm hiểu thêm về các thông tin trên và các thông tin hữu ích khác của thị trường bất động sản.